Chào mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và đây là Tàu Nhanh Công Nghệ cùng với Liamy. Và sau tất cả những thông tin đồn đoán thì giờ đây chắc chắn chiếc RTX 3080 Ti sẽ được cho ra mắt vào tháng 5 tới đây. Và trước khi một sản phẩm nào đó ra mắt thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những thông tin rò rỉ đến từ các nguồn khác nhau. Đầu tiên thì là về GPU GA102-225. Như các bạn thấy thì đây là bức ảnh đầu tiên được rò rỉ của nó với 10.240 nhân CUDA cùng với bộ nhớ là 12GB GDDR6X thì 3080 Ti sẽ tiến gần hơn rất nhiều với 3090 và sẽ bỏ khá xa RTX 3080. Ngoài ra với dung lượng VRAM ở mức 12GB là khá lớn nên 3080 Ti cũng được trang bị băng thông tới 384 bit nên tốc độ đạt sẽ khoảng là 19GB mỗi giây hay quy đổi ra là 912GB trên giây. Nhưng mà tới giờ thì điều quan tâm nhất về chiếc RTX 3080 Ti này đó chính là khả năng đào coi. Thì với phiên bản thử nghiệm đào coi sẽ là Sample đợt 1. Còn về sau thì theo các tin tức đồn thổi từ NVIDIA sẽ khóa cứng khả năng đào tiền ảo bằng phương pháp chắc chắn hơn là driver như hiện tại. Theo như ảnh rò rỉ thì phiên bản 3080 Ti này sẽ có tốc độ đào là 119MHz trên giây hay khi được tối ưu hóa bằng việc giảm TDP còn 278W và đẩy băng thông RAM lên là 21,4GB mỗi giây. Với hiệu năng đào coi cao như thế này thì chắc chắn là các nông dân đang cực kỳ quan tâm. Bằng chứng rõ ràng nhất đó là hiệu năng rò rỉ đầu tiên không phải là gaming mà là tốc độ đào tiền ảo. Trên bức ảnh này thì cũng cho thấy là mức xung của 3080 Ti là 1.365MHz và boost tối đa thì là 1.665MHz, tức là thấp hơn cả 3080 lẫn 3090. Mức giảm xung như thế này thì cũng không quá khó để lý giải, bởi nếu cao hơn thì chắc chắn là 3080 Ti sẽ vượt mặt 3090 về cả hiệu năng cũng như là sẽ phá vỡ giải sản phẩm. Các bạn nghĩ sao về mẫu RTX 3080 Ti này? Liệu rằng NVIDIA có thực sự khóa được cái khả năng đào coi hay không? Hay là chỉ cần một vài tuần sau khi mà ra mắt thì những chiếc 3080 Ti này lại dắt tay nhau lũ lượt đi vào chốn châu nhờ một cái bàn tay ma ảo của một pháp sư Trung Hoa nào đó? Các bạn hãy cùng comment xuống phía bên dưới để chứng minh được biết với nhé! Tàu Nhanh Công Nghệ ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Những thông tin hot hit về công nghệ cũng như là game sẽ được chúng mình thường xuyên cập nhật trong những số Tàu Nhanh Công Nghệ tiếp theo. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh nhé!